mình là Trường Quân Tân Quy Chính Bảy đây. Mình là con trẻ cho đây. Thì ngày hôm nay bọn mình mới nghĩ là một cái trò chơi vô cùng vui và thú vị các bạn ạ. Thì cái trò chơi này nó mang cái tính chất đấy là hên xui may rủi nhiều lắm. Ok thì không nói nhiều nữa, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu chơi cho các bạn cùng xem luôn nhá. Nếu các bạn thấy trò chơi của mình hay thì nhớ nhấn like, chia sẻ video cho bạn bè của các bạn cùng xem và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nha. Ok, như vậy là bọn mình đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ ở nước ngọt cũng có mà dầu ăn này đấy. Và chăn. Và đây là tiền thưởng đấy. Thì chỉ cần thì ở 3 ly đây, tí nữa bọn mình sẽ đổ nước ngọt vào 3 ly đây và sẽ cho chăn vào 2 ly bất kỳ. Chỉ còn một ly duy nhất là nước ngọt thực sự thôi. Nếu mà hai đứa bọn mình mà uống được cái đúng cái ly mà không bị cho chăn hay là dầu ăn vào á thì sẽ chiến thắng và sẽ được thưởng 20.000. Ok, bây giờ mình và thằng Tuân Trẻ Châu sẽ bắt đầu quán tù tì. Quán tù tì, quán tù tì, ra cái gì, ra cái này. Tuân Trẻ Châu thắng rồi các bạn ạ. Bây giờ nó sẽ bắt đầu đổ nước vào và mình sẽ quay mặt ra đây nhá. Mình sẽ không nhìn lén nhá. Ok, vì thằng Tuân Trẻ Châu nó không mở được cho nên bây giờ mình sẽ mở phụ nó các bạn ạ. Đấy. Mình sẽ chỉ đổ cái quá trình đổ nước ngọt là thôi, còn tí nữa cho chăn vào cái ly nào là nó bỏ và mình sẽ không nhìn thấy các bạn ạ. Ok. Đấy, tiếp theo sẽ là trà sữa đi. Đây để mình bổ chăn sắn ra cho thằng Tuân Trẻ Châu luôn các bạn ạ. Ok đấy, nhưng mà đây có chăn rồi. Và bây giờ Trẻ Châu nó sẽ được phép đổ chăn vào 2 ly, vào 2 trong 3 ly này. Và nhiệm vụ của mình đấy là phải uống vào cái ly mà không có chăn của thằng Tuân Trẻ Châu. Nếu mà mình chiến thắng thì mình sẽ được 20.000 tiền thưởng. Ok, bắt đầu đi. Đây nhá anh em, đây là cái hộp thằng Tuân Trẻ Châu nó sẽ bỏ cái hộp này và mình sẽ không thể nhìn thấy được gì. Rồi. Làm đi, xong thì báo nhá. Ok, bây giờ mình sẽ phải chọn một trong ba cái ly này. Đây, mình ngồi xuống cái này để cho mình khỏi thấy được luôn. Mình sẽ phải chọn một trong ba cái ly này. Như vậy là mày vừa bắt chăn vào 2 ly đúng không? Ừ. Mày ra đây đứng. Ok, bây giờ mình phải dựa vào cái tư duy sáng tạo của mình để mình xem thử là... Chân ngửi. Mình ngửi mà mình cũng không biết được là cái nào mà nó bắt chăn vào anh em ạ. Nên trời. Khó đấy nhỉ. Đây, mình sẽ chơi vào đây các bạn. À, chứ ly nào mà nó mới là ly không có vậy. Giữa. Ui giời. Các bạn là thực sự nãy mình định uống ly chân giữa cơ nhưng mà mình không ngờ là mình tại vì mình ngửi ở bên đây nó không có mùi chăn. Cái đất nào bên đây lại có chăn với má trưởng chứ. Má à, cả trưởng mình đâu có nhìn thấy đâu. Ok, bây giờ sẽ tới lượt chơi thứ hai các bạn ạ. Bắt đầu nào. 1, 2, 3. Mày chết rồi, ướp mặt vào kia đi. Ok, bây giờ là mình sẽ tiến hành để cho thằng Tuân Trẻ Châu nó chọn các bạn ạ. Đấy là mấy cái ly này lấy ấy rồi nên bây giờ mình sẽ đổ đi này. Ok đấy. Xong chưa? Từ từ. Cứ từ từ nó nóng thế nhỉ. Đây là revive các bạn ạ, mình sẽ cho chai revive vào trong cái ly thứ hai này. Ok. Đấy, còn bây giờ mình sẽ cho cái ly chăn dây vào đây các bạn ạ. Ok, và tiếp theo thế là công đoạn quan trọng nhất, mình sẽ bắt đầu cho chăn vào. Đây anh em nhìn nhá. Tuân Trẻ Châu không được nhìn lén nữa chưa? Anh em nhìn hộ mình thằng Tuân Trẻ Châu nhá. Nó mà nhìn lén thì báo cho mình biết liền nhá. Đây đi, đấy.
Đấy, mình lắc đều lên. Đấy. Cho nó hòa tan ra. Ok. Còn cái đây mình sẽ cho dầu ăn vào các bạn ạ. Bỏ cả dầu ăn vô luôn à? Ừ. Đủ loại chứ. Đấy, anh em thấy chưa? Ơi. Thằng Tuân chỉ cho một uống nhầm vào cái này thì ăn cho hết. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đảo ngược lại đi. Đây, đấy rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào đây và bắt đầu cho Tuân chỉ cho nó chọn nhá anh em. 1 ly. 2 ly. Ly thứ 3. Ok, như vậy là xong rồi. Xin mời Tuân Trẻ Châu bắt đầu chọn nào. Đấy, đấy. Rồi, bắt đầu đi. Đây, anh em cùng nhìn với mình nhá. Đấy, nghiên cứu không được nhìn ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống không được nhìn từ bên trên xuống. Ở đây có mấy cái lỗ, mình sợ Tuân Trẻ Châu nó nhìn có mấy cái lỗ nó phát hiện được các bạn. Đấy, bây giờ thì chọn đi. Đi đây mới đúng này. Uống thử đi này. Đấy. Đi đây mới gọi là tuyệt vời. Đấy, thấy chưa? Rồi, tiếp tục nha. Okay, bây giờ sẽ tới với lại ván đấu thứ 3 của bọn mình nhá anh em. Bắt đầu xù xì nào. Mày sẽ thua tao thôi. Ai thua biết liền. Ai thua biết liền. Xù xì. Xù xì. Xù xì. À, thằng này được đấy, xù xì mày chết chưa con. Ok, như vậy là mình đã thắng rồi các bạn ạ. Thua rồi. Rồi bây giờ Tân Tân chỉ cho biết bạn nhá. Đây mình sẽ bỏ number one vào đây các bạn ạ. Đây đi. Ok, tiếp theo sẽ là dầu ăn đi. Dầu ăn mình sẽ cho vào đâu đây? Cho vào đây đi. Đây. Đấy. Chứ rồi mình đỡ tay mình đổ ra bên ngoài rồi. Mình nói thật với các bạn luôn, thằng Tuân Trẻ Châu nó mà vớ vào cái ly đây thì thôi nhá. Thôi thôi thôi, không muốn nói nhiều nữa. Đây ăn mấy con gà này. Ok, đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bỏ vào đây cho Tuân Trẻ Châu uống nhá. Ok, xong rồi, xin mời Tuân Trẻ Châu nào. À, ra đây, rồi rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, không được nhìn, rồi ngồi xuống. Đấy, bây giờ cứ ngồi này, chọn đi, chọn cái nào để bỏ ống hút vào uống cái đấy luôn. Ok. Rồi, xin mời Trẻ Châu chọn đi nào. Đây đúng không? Không biết, mày tự chọn đi chứ mày hỏi tao không? Ở đây có không? Tao không biết. Nào, chú chọn đi. Hồi nãy chọn chết giữa đúng không? Ừ. Giờ đổi bên. Đổi bên, rồi bên nào? Uống bên này à, uống thử nào. Đây mới gọi là hàng thật nè. Đây, để lấy hàng thật này cho uống nè. Ten 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 ten. Bên đây là nước nghe hàng thật. À, ngon. Ok, như vậy là Trẻ Châu chơi 2 lần rồi, chưa thắng lần nào các bạn ạ. Ok, như vậy là cuộc chiến của hai đứa bọn mình là thực sự căng thẳng các bạn ạ. Vẫn chưa tìm ra người thắng cuộc. Bây giờ mình quyết định là cái ván này mà nói chung là từ giây phút này trở đi ấy, ai mà chiến thắng là được nguyên cái số tiền này luôn, được lấy nguyên cái số tiền này luôn. Chơi. Chơi. Okay, bắt đầu ấn đô tì nào. Xì. Xì. Ui. À, vai trưởng. Lên vị đi. We'll be right back.
xong rồi đúng không? À. Ok, bây giờ mình sẽ chọn nhá anh em ơi. Không biết cái nào mới là cái đúng này. Mình thèm tiền quá anh em ơi. Tiền đây bây giờ chỉ cần mình uống đúng thôi, được được thôi là mình sẽ được lắm cái số tiền này về. Thế nào ta? Bên nào bây giờ nhỉ? Bên đây mình cũng uống rồi anh. Bên đây nãy mình uống rồi. Đây bây giờ mình sẽ uống bên đây anh em mà coi thử. Hàng thật anh em ơi. Đưa tiền đây. Ấy trời ơi. Đưa đây khổ quá. Ok. Như vậy là mình đã là người giành chiến thắng rồi các bạn ạ. Ok thì thật sự cái trò này rất chi là vui. Anh em có thể cùng chơi với bạn bè hoặc là họ hàng cũng được. Thì rất cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip của mình nha. Nếu thấy clip hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho hai đứa bọn mình nha. Bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.